Rồi em cộng lại cái nha. Kìa, sao lại đây à? Tính thưa quý vị, chỉ còn 2 phút nữa là công bố phát sóng chương trình Nữ Hoàng Bảo Vệ Thành Phố sẽ được diễn ra, và chúng ta xin mời quý vị sẽ cùng ổn định vị trí ghế ngồi của mình để có thể theo dõi trọn vẹn chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Ladies and gentlemen, our program will be started in a few minutes. I would like to invite everyone to have your seats and please to come over phone into silent mode. Thank you so much.
Và ngay lúc này chúng tôi xin mời các quý vị quan khách vẫn còn đang ở phía ngoài, xin mời quý vị sẽ cùng tiến vào sân khấu ngày hôm nay và cố định vị trí ghế ngồi cũng như vị trí tác nghiệp của mình để có thể theo dõi lễ công bố phát sóng chương trình nội hoạt của đạo đường phố với